Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp với trò chơi VNZ Ultimate Warriors. Rồi cái video thứ 7 của mình ha. Về trò chơi này. Vâng, và đây là cái màn để lại phía nam. Tức là cái trận đấu cuối cùng của trò chơi này. Nhưng mà mình cũng biết là cuối cùng hay không nữa. Vâng. Ở đây các bạn. Đó, đang nói chuyện như thế nào đó không biết. To gì mà không biết nói gì nữa. Cảm ơn thì bạn đã nhớ tới tôi cái gì. Wow, Edito. Wow, trời ơi. Thuận nghĩ Buster Power Level. Wow, tăng khả năng sức mạnh lên rồi. Được rồi, vô địch luôn. Nói chuyện cũng lâu nhé. Nếu mà bạn không muốn nghe thì có thể nhấn nhỏ nút trên để bỏ qua ha. Nhưng mà muốn coi xem như thế nào, có gì vậy. Cha. Ghê vậy. Rồi, đây bắt đầu. Bây giờ ta sẽ chơi thử tuyệt chiêu Ultimate. Wow, dữ vậy. Cơ một cú anh này sẽ bị mất 200, 400, 600 mấy rồi. Khủng thật. Nhưng mà bây giờ thì tiếp tục sẽ là cái là phát nhớ đầu cha dính thiệt kia của mẹ tao là né rồi không cần nhờ gì đâu. Bây giờ thì đập một cú nè. Đập nè, tăng lên, năng lượng rồi, 70. Trời ơi trời thì hả? Sao đó? Bây giờ mày sẽ bị ăn chuyển cho lại, nó một cú đấm. Cha, yeah. Tấn công, bậy bạ. Vô địch nè. Bị mất rất nhiều rồi. Và như vậy thì nó đang bị mất rất nhiều nữa. Mỗi người cố gắng được rồi. Được đánh được lắm, được lắm. Tao cho mày ít nữa rồi. Bum. Chết chưa. Thank you.
Thank you.